mẹ mua cho mình hai cái trống trống. Đẹp quá. Mình sẽ mang sang cho bạn Hằng một cái. Chắc là bạn ấy sẽ thích lắm đây. Yeah, sắp được đi du lịch rồi. Thích quá. Mình phải mang mấy bộ quần áo đẹp đẹp này đi. Còn chụp ảnh nữa. Đây nữa. Bạn Hằng ơi, bạn Hằng. Tớ chào Tuyết. Ôi, vẫn chưa gấp xong à? Tớ sắp xong rồi đây. Bạn xong chưa? Xong hết cả rồi. Thế à, nhanh thế. Đi du lịch thì phải nhanh chứ. Mà bạn mang ít thế à? Tớ mang nhiều lắm. Tớ mang thế này thôi. Mang ít thế. Mang nhiều làm gì? Tớ nghĩ á, mình đi có 2 hôm. Mang nhiều á, sợ không dùng đến đâu, lại còn nặng nữa. Cũng đúng nhỉ. Hằng mang cả thẻ cơ á. Bạn không mang á? Không, tớ không mang thẻ. Tớ nghĩ chắc không cần đâu. Không, tớ nghĩ á, thẻ là cần thiết nhất đây. Bởi vì trong thẻ này có tên của mình này, tên của trường này, nơi ở của mình và có số điện thoại của bố mẹ nữa. Ví dụ mình đi đâu á mà lạc á thì người khác còn biết để còn liên hệ với bố mẹ mình chứ. Đúng nhở. Tớ nghĩ á, bây giờ mình phải nhớ số điện thoại của bố mẹ là điều cần thiết nhất đây. Đúng rồi. Thế mà tớ còn chưa nhớ được số điện thoại bố mẹ tớ đây này. Thế bạn về phải học thuộc đi. Tối nay tớ phải học thuộc mới được. Mẹ tớ mua cho tớ 2 cái trông trống đây này. Wow, đẹp quá. To nhở. Đẹp không? Này. Mang sang cho bạn chơi cùng đấy. Thế à? Thế nào? Ra ngoài kia chơi đi. Thế bạn ra đợi tớ đi, tớ vào cắt đồ quần áo đã. Tớ ra kia đợi nhá. Đây đây, tớ xong rồi đây. Đây, cho bạn này. Wow, đẹp nhở. Bây giờ mình chạy cho nó xoay đi. Bây giờ xem trong trọng của ai xoay tít mù hơn nhá. Được, đứng dịch xa xa ra xong mình chạy ra đây nhá. 2, 3. Của tớ. Không lại. Của tớ xoay hơn. Đứng xa xa ra một tí. Khi nào tớ bảo 2, 3 mình được chạy nhá. 2, 3. Đây nè. Thôi, tớ đùa thôi, tớ lấy cái này. Nha. 2, 3. Của tớ xoay nhiều hơn nha. Nhưng mà cái nào cũng xoay nhiều. Hình như ở chỗ này không có gió ấy, nên là nó không xoay được mạnh ấy. Thế mình phải kiếm chỗ nào nhiều gió. Mình sang cái bãi bên kia đi. Tớ thấy bãi đấy là được nhất đấy. Đi. Của tớ này, của tớ này. Của tớ cũng xoay mà. Này, đứng lại bên xoay. Đẹp nhỏ. Lại đi. Lại nào. Nha, xem của ai là xoay mạnh hơn nào. 2, 3. Ôi, chị của tớ này. Của tớ cũng thế. Cái nào cũng xoay nhỉ. Ô, bên kia đông các bạn lắm kìa. Các bạn ấy đang làm gì ấy nhỉ? Tớ không biết vừa. Mình sang bên đấy chơi đi. Rồi cho các bạn ấy chơi trong chóng cùng. Chắc là thích lắm nhỉ. Đi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.